Mời quý vị và các bạn cùng đến với các thông tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết trên địa bàn tỉnh phổ biến là mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 34 độ, vùng núi cao là từ 18 đến 27 độ, độ ẩm dao động trong khoảng từ 40 đến 90%. Cụ thể, thành phố Lai Châu, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm từ 50 đến 90%. Huyện Mường Tè, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm từ 50 đến 90%. Huyện Sìn Hồ, nhiệt độ thấp hơn, dao động từ 18 đến 27 độ, độ ẩm từ 50 đến 90%. Khu vực huyện Than Uyên, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, độ ẩm từ 40 đến 90%. Huyện Nậm Nhùn, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, độ ẩm là từ 50 đến 90%. Huyện Tam Đường, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, độ ẩm từ 40 đến 90%. Huyện Tân Uyên, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, độ ẩm từ 40 đến 90%. Khu vực huyện Phong Thổ, nhiệt độ là từ 22 đến 34 độ, độ ẩm là từ 50 đến 90%. Thưa quý vị, Lai Châu của chúng ta vẫn nằm trong vùng nắng nóng nhưng đã không còn gay gắt như những ngày trước đây. Dự báo sẽ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông, đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể xảy ra như là lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa xuống khiến không khí giảm nhiệt hơn, quý vị nên giảm thời gian sử dụng điều hòa hay những thiết bị làm mát để tiết kiệm điện. Sau những ngày sử dụng điều hòa liên tục, quý vị nên vệ sinh màng lọc của điều hòa để máy hoạt động tốt hơn và tránh hao phí điện năng. Trên đây là phần dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin sau.